Xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Và hôm nay cửa hàng lại tiếp tục lên cho mọi người, đó chính là một mẫu AB209 ốp áo Thái mọi người nhá. Áo Thái này xin phép mọi người được đi sơ ra ngoài này. Lường lạc xe khá là chi tiết luôn. Đó, biển số thành phố này H160446. Đó, xe hoạt động rất chi là trơn tru luôn. Xe cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người nhá. Đó, test sơ máy cho mọi người cùng nghe luôn này. Cực kỳ là êm, cực kỳ là rẻ, cực kỳ là đẹp thôi nha mọi người nhá. Đó, xe này chỉ hơn 10 củ là nhận xe nhá. Chỉ hơn 10 củ là nhận được em AB lên dàn áo Thái này, 209 FI xăng phun tử anh chị em nhà mình nhá. Dòng FI này thì mọi người đi khá là tiết kiệm xăng luôn. AB vạn người mê. Đó, không bao giờ gọi là lỗi thời. Cực kỳ là đẹp luôn. Anh chị em nhà mình nào mà có thiện chí với mẫu AB áo Thái này thì cứ để lại một cái comment nhá. Đó, cực kỳ là rẻ, cực kỳ là đẹp luôn. Đúng với là tiền ít mà thịt nhiều này mọi người. Đó, cửa hàng thì có mua bán, có trao đổi, có ship xe các tỉnh anh chị em nhà mình nhá. Giá chỉ hơn 10 củ thôi. Đó, cực kỳ là rẻ luôn. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn ạ.